Nhận Tâm chào tất cả cả nhà. Thì nói chung là Nhận Tâm cũng chia sẻ lên cộng đồng một nhín lại một ít thời gian để tâm sự với cộng đồng mà cũng có đôi lời về thầy Minh Tệ. Đó. Thì Tâm cũng nghe và Nam Tâm cũng thấy những cái mà ở trên cộng đồng mạng đăng, thì không biết có đúng có sai gì đó, thì cũng có xem qua rồi, thì Tâm xin chia sẻ. Nói chung buồn thì không có buồn đâu, mà cũng không có cái gì thắc mắc. Nhưng mà Nhận Tâm nói là với cả nhà, tất cả cô chú anh chị gần xa ai cũng vậy, mình muốn biết cái gì đó mình sẽ tới đó, mình sẽ thấy đó, tai nghe mắt thấy mình sẽ nói đó, rồi mình sẽ tìm hiểu đi rồi mình sẽ nói đó. Đạo nào mình cũng tôn trọng, mà người nào mình cũng sẽ tôn trọng dù đúng hay sai, vì ai cũng là một con người chung hết. Nó thì Tâm nói là chung mà cũng có nói riêng. Nó thì có nhiều cô chú á thì rất là thương thầy, yêu mến thầy. Nó thì nói chung mà chắc cái tâm á nó cũng phát nguyện nên làm những cái điều, nên suy nghĩ lại là mình cũng có những cái điều làm khó cho thầy ở trong đó. Thì Tâm nói giờ mình thương cũng vậy, mình ghét cũng vậy, mình để tâm mình đi, mình cứ im điềm đi, mình đừng có ủng hộ thầy cho quá, mình cũng đừng có làm gì cho quá, mình cũng đừng chửi cho nặng. Đó. Thì nói chung á là thầy đi đường thầy, mình đi đường mình, đâu có gì đâu mình phải chửi. Đó. Thầy tu được á thì chuyện của thầy, còn mình tu không được là chuyện của mình. Đó. Mà cái cô gì đó, sao con thấy là nguyên một cái hạ tỉnh đi, Đất Quế, Đà Nẵng, cả là nói chung là từ mấy anh YouTube cho tới hiệp sĩ, rồi tới là nói chung là chiến sĩ công an, là tất cả thẩm quyền luôn chứ không phải riêng, là đều bảo vệ cho thầy. Mà sao cô ở vùng đất Bắc, mà con biết cô tu ở núi nào cô ra hả? Mà cô kêu rằng là đạo gì đó, khổ hạnh đầu gà gì đó, mà con không biết cô xuất hiện từ đâu á, nên con gửi gắm cho cô á là nói chung á là người ta học theo cô á thì nhiều lắm, nhưng mà người ta học á để người ta hiểu chứ không phải người ta học để người ta làm theo. Đó, vì người ta rút kinh nghiệm lại được á là cái lời nói nào hay, cái lời nói nào dở, nhưng mà cái lời nói hay á thì nó nghe làm như là nó quá tầm thường. Thì cái lời nói của cô á, nói chung nó không có dở gì cho mấy, mình nó quá tệ, nên người ta nghe nhiều, người ta nghe hơi lạ. Là cũng như là Tâm nói một cái câu á, là có chồng á, không chồng có chữa thì ngoan, mà có chồng có chữa thế gian sinh thường, là cũng như cô vậy đó. Ví là những cái người nói hay, với những người như cô vậy đó, là con nhắn gửi những người như cô vậy đó, là ai mà đồng hội mà đồng thiền hen với cô á, thì nghe Tâm chia sẻ có nghe thì nhớ nghe cho kỹ ha, rồi tìm hiểu cho kỹ là cái câu làm sao mà không chồng có chữa là ngoan, mà có chồng có chữa thế gian sinh thường, là cũng như cô vậy. Tại sao người ta tu mà cô chửi người ta, còn cô không tu thì sao người ta không chửi cô? Nó thì đây là gửi gắm cho những người như cô vậy đó, nói chung những người như cô, nói chung là người ta đang quan tâm về cô á chứ không phải là gì. Nhưng mà Tâm nói cho cô nghe một câu, cái người mà ủng hộ thầy, gieo duyên cho thầy, mến mộ cho thầy, ngày đêm vì thầy, là chắc bị gì đông quá thế nó thường, còn những người chửi như cô nó hiếm có. Bị gì cô nghĩ là hết một cái Việt Nam này là chưa được, là nói chung là biết hàng triệu người mà chưa được 100 người, mà thì cô thấy có lạ không? Đó, thì cái này con gửi gắm cho cô. Cô không biết cô học từ đâu, rồi cô sinh ra từ đâu, rồi cô từ nhỏ cô học thầy giáo nào, nói chung nó ảnh hưởng nhiều lắm cô ạ. Vì là con nói cho cô nghe một câu, là nói chung á, mình gieo cái nghiệp nào mình mang cái nghiệp nấy. Vì người ta nói cửu quyền là chính kiếp, mà thất tổ nó bãi đời, thì cô gieo cái duyên này nữa thì không biết về sau rồi sống làm sao, cuộc sống làm sao cho con, cho cháu, cho tất cả mọi người. Đó, thì dù cho có giang hồ hay là cái gì đó thì con không rảnh,
tại vì nói chung là con là chỉ âm thầm đi từng bước nhỏ thôi. Đó, là không ai biết con mà cũng không ai biết cô nữa. Thì con chỉ nghe cô nói là cái đạo này, cái đạo nọ, là cái thằng này, cái thằng kia nói chuyện, là cái chuyện đó là nó rất bình thường đối với con, thì con nói chứ thầy đâu có nói. Bây giờ cô có làm gì nữa, cô cũng nói chung là như là thầy tai không nghe mắt không thấy, những cái chuyện đó là nó không hay vậy đó. Thì con gửi gắm với những người như vậy với em Trinh đó. Em đi tu có bao lâu đâu đó, rồi giờ em với thầy em á là nói là xin lỗi thì xin đấu đó, cũng như là xây cái lò mổ heo mà đến khi gặp nạn á là quả báo thì xin mẹ Quan Âm, thì làm sao thay được tha thứ được, đã hai nẻo nó khác nhau. Mẹ Quan Âm thì đi tu mà giết heo, cái đó bé xin là những cái nơi tâm linh, những cái con động vật mình làm quan nghiệp cái gì đó thì mình xin. Chứ bây giờ nói chung là mình lời nói là thốt ra đã ly nước đổ đi, hốt là hôm nay mình nói làm chi, mình giữ làm chi đó. Thì nói chung là chắc ai cũng phải bị vậy, nó có vấp ngã đứng lên, mà nói chung là thầy là không có vấp ngã mà thầy cũng đứng lên nữa, vì thầy đã vững bước rồi. Thì yên tâm đi, thì chửi cũng được mà không chửi cũng được, thì tâm nói vậy thôi. Còn mọi người thì bây giờ mà cắm trại rồi đến những mảnh đất Gia Lai đó, thì thôi thì tâm cũng xin mọi người cứ an lạc theo bước chân thầy, âm thầm ở trong tâm đã có như đã có thầy đi, thì mọi điều nó sẽ im hết cho thầy. Nhưng mình thương thầy quá thì có nghĩa rằng mình đã thương hại cho thầy, thì tâm sẽ nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người đó. Thì mọi người cứ mà từ từ, chứ cũng không vội gì gấp. Bây giờ theo cũng đã theo rồi mà bây giờ xô đẩy cho thầy đến cái đoạn đường là nói chung không hay thì cũng đã xô rồi, thì giờ cái gì cũng từ từ vẫn bước lại. Mọi mọi người là bình tâm là một tí đó, thì từ từ mà im lặng. Còn ai thì nếu mà có mà cái khả năng của mình thì cứ tới Gia Lai, thì mình muốn biết thầy ở đâu hay làm gì đó thì người nhà sẽ chia sẻ cho mình biết, dù không gặp thầy người ta cũng vẫn chia sẻ cho mình biết là thầy ở đâu, nên mình yên tâm một tí. Nhưng mà mình đi thì mình đi cũng ít ít thôi, một hai người tiếp mình nổi chứ quá đông người ta cũng không tiếp mình được đâu đó. Nên là tâm là nghĩ rằng là nếu mà tai không nghe mắt không thấy thì có nghĩa rằng là nó vô dụng rồi, nên âm thầm vừa đi chữa bệnh mà cũng vừa tìm đường đi bước theo chân thầy đó. Là cố tình có hỏi thầy một câu, thầy có trả lời một câu, thầy nói rằng là con chỉ tạm nghỉ trong 2 tháng là cho dân là cũng như là lắng động im xuống, rồi con sẽ đi khất thực nữa, chứ là con không không có vào rừng sâu ở được đó. Vô rừng sâu mà chỉ có ăn đọt cây mà sống là bỏ xác ở rừng thôi đó. Thì tâm cũng chia sẻ lên cho mọi người đó, thì mọi người chưa đi được hay là mọi người xem mạng mà sợ người ta là quay giả giấu cho mình ha, câu like câu bill gì đó, thì yên tâm đi nghe, đừng có cái gì mà khó khăn. Nếu muốn gặp người nhà thầy ra cũng thầy rất thầy Minh Tệ cũng rất là dễ, đi vô đó mua sầu riêng và gặp người nhà đó. Thì những tâm cũng chia sẻ lên đây rất là dễ dàng, không có gì khó khăn ở trong á, nên mình cứ từ từ mà suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai rồi mình tiến bước tới, chứ mình đừng không nghe mà mình chỉ nghe mà mình không thấy thì nó cũng hơi sai đó. Mọi người chia sẻ nhau từ từ ra, rồi như đây đó Cà Mau có lên chia sẻ trả lời, nhưng mà em không có gặp thầy được vì em đứng ngoài cổng thứ 3 thôi, em chưa có vô được đâu. Nhưng mà em trong không biết trong đó là bao nhiêu cổng luôn, mà tâm nói trong đó là tới 7 cổng lận, là phía sau thì không biết cái mặt đầu bên kia thì có bảo vệ không thì không biết, còn mặt đầu bên đây là 7 cổng nó. Nhưng mà đường thật sự là rất đông, không nói chung bây giờ chỉ đi bộ chen lắm cái xe cũng khó mà vô được á. Thì tâm chia sẻ bấy nhiêu đó, thì mọi người cũng cùng nhau mà lắng động xuống đi, để cho thầy được một cái sự yên vui. Vì cái hạnh phúc nhất á của con người là khi người ta đã ước mơ làm cái gì đó mà người ta làm được suôn sẻ, thì cái hạnh phúc nhất riêng của một người đó, thì tâm chỉ thấy chắc là nơi yên tĩnh cho thầy
Thì dân thì thầy có ở trong lòng dân, thì dân mến mộ thầy cái điều đó là cũng rất tốt, và cũng nói chung là sự thật là cũng nói chung là cũng vinh hạnh một nước cho Việt Nam của mình. Thì trong nước ngoài nước đều ủng hộ thầy, thì tâm nói rằng là mọi người cũng đừng có băn khoăn, cũng đừng có lo lắng đó. Rồi mọi người chửi thầy cũng đừng có rách rác, chửi từ từ thôi đó. À, còn à, cô chú anh chị nào mà tới đất Gia Lai thì cũng đã tới rồi thì thôi, giờ mình về mình lo nhà cửa đi, à, chia sẻ cho gia đình. Chứ bây giờ mình nằm ở đó rồi mình cứ nghĩ tới thầy không, mà rồi con cái nè, rồi gia đình, rồi người thân nữa, nhiều khi có cha mẹ già nữa. Nó thì thôi thì mọi người cứ về đi, thì thầy cũng ở trong tâm mình. Đó, lúc nào mình cũng có thầy là được rồi, mình ủng hộ thầy, mình cứ cũng cầu nguyện cho thầy. Đó. À, được nói chung được trọn vẹn ở cõi tạm này đó. Chứ bây giờ ở cái cõi tạm này dù thầy làm thật đi nữa thầy cũng chẳng làm được gì đâu, được tôn sùng vậy thôi. Nhưng mà được ước nguyện một đời thầy ở cái cõi tạm này là thầy sẽ trọn vẹn, là cái hạnh phúc riêng của thầy, là thầy mong mỏi thầy được đi tu và thầy sẽ được làm những cái đường tu của thầy, thì thầy sẽ làm được hết tất cả. Thì tâm cho rằng cái hạnh phúc lớn nhất trong đời của thầy đó là một cái sự là cay đắng tất cả mọi điều thầy đã nhận lấy, là cho thầy đã vượt qua hết tất cả ở cái cõi tạm này, là thầy được một cái niềm vui, một cái hạnh phúc đó riêng thầy đó. Còn những người dân mà có hạnh phúc cho thầy thì mình cũng đi về nhà mình đi đó. Rồi mình nói chung cái gì mình làm được cho mình mới làm được cho người khác. Còn mình không làm được cho mình á, mình không làm cho người khác được. Giờ mình bỏ gia đình, mình bỏ người thân, rồi mình bỏ tất cả những cái công việc của mình đi tới đó mình cũng chẳng giúp được thầy cái gì. Đó, nhưng mà cái lòng của mình á, thì có thể rằng là mọi người có cái tâm, cái lòng, thì nói chung là điều ai cũng, nói chung là cái đó là mình làm cũng rất là hay, rất là đẹp. Nói chung là rất là đẹp đời cho cái hãnh diện, cho cái đất nước của mình là tôn sùng được một cái vị chân tu, chứ không phải là một cái vị Phật. Đó là chỉ nói là một cái vị chân tu, nhưng mà tu rất là chân chính. Đó, tu rất là hãnh diện cho cái cuộc đời của mình, bất cứ không xâm phạm một cái điều gì hết. Là thầy rất là hay. Gửi lời là chúc cho em Nguyễn Hoàng Trân là kênh Liên HD á, là em ra mấy cái câu nhạc chế của em á, là nói chung là chị nghe là nói chung là nghe suốt đêm không chán, là nhờ những cái câu cái bài hát của em á mà làm cái động lực của chị Tâm có thể là tập ở cái nghĩa địa được 2 đêm ở Gia Lai, rồi ở trong cái nhà quan được 1 đêm đó. Rồi chị tập ba là ở trong cái quán chị thức nữa, thành ra chị nhờ cái nhạc chế của em mà chị nghe ngày đêm luôn, mà chị tập được cái động lực đó là một tuần nay để đi tìm thầy Minh Tệ, đi tìm bước chân của thầy Minh Tệ, là nhờ cái động lực đó nên là chị chúc em là trong cái hành trình của em là tốt đẹp nhiều nhiều hơn nữa đó. Là nhờ cái động lực của em mà chị nghe em hát mà nói chung là chị thức suốt luôn, có thể là hết pin là phải kèm theo là sạc mà dự phòng để nghe, để mà làm cái động lực luôn vô nghĩa địa, là trong đó là hai đêm trắng luôn. Chị vô nghĩa địa là chị ngồi thiền hay là chị thức? Nói chung thiền thì chị lúc nào chị ngồi vẫn được, có trang bị gì chị thiền cứng lắm rồi. Ý là em là chị vô trọng là chị vô đó chị chia người ra, tại vì chị đi cái phái đoàn của chị tới 12 người lận. 12 người. Mấy người đó người ta sợ ma, người ta không có dám ngồi riêng. Cũng như mình ngồi cách xa thử thì nó cái tâm nhãn của mình nó có cái gì mà sợ sệt không á. Là coi như là mình theo bước chân thầy để mình học hỏi thử thôi, một đôi lần vậy thôi chứ mình làm không được đâu. Rồi hai ngày sau là có ở trong cái nhà quan. Ở nhà quan sợ ma, mấy người đó sợ ma gần chết luôn á, lạnh tanh lạnh trần luôn, mà tính điện cho khám phá về đó để khám phá ngôi nhà quan đó mà chưa có điện được, mà có thể chắc khám phá nhà quan đó mình trở lên mình đi một chuyến. Vậy là chuyến nào đó chị với đại cùng em với anh Tùng Nguyễn lên khám phá. Đi lên khám phá cái nhà quan đó lạnh trần luôn, không ai ở đâu.
cũng ở Gia Lai, mà trong rẫy ngăn rẫy cà phê á. Tại vì vô đó là họ không còn đi xe cậu gì, chỉ đi bộ thôi. Là mình cũng hành rồi, quân vô. Dạ thưa chị, rồi trong cái hai đêm đó thì khi mà ở Nghĩa Trang và ở nhà quan á, thì chị thiền á, chị có thấy cái điều gì không? Tâm linh. À, nói chung cái tâm linh nó chắc nó không có hiển lên, mà cái tại cái tâm của mình nó hiển lên. À chị thì tâm chị thấy gì chị kể nghe. À cái tâm của mình nó hiển lên, nó là nói chung là ở cái chỗ đó nó có nhiều cái mẫu mới. Thì nói là bây giờ là mình đã thiền cứng rồi, mình ngồi ở đây đi, mình chia ra, mọi người chia ra, họ vô thì họ vô ở trong cái nhà mồ cũng lớn lắm, họ vô đó thì họ ngồi chung, mà chung ba người thì hai khóm là chia ra, thì hết sáu người, rồi chị là hết bảy người, rồi còn năm người thì vô một chung. Người thì nói thấy bóng đen, người bóng tối, tiếng khóc tiếng cười, còn chị thì sao. Hồi đó là chị nói chung là như chị tập trung, không biết là hồi đi thì có đốt nhang, nói chung là giái tổ nghiệp, giái Phật tổ, Phật thầy, giái mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát là cho con đi. Nói chung là chuyến này để con là muốn tới nơi tới chốn, và muốn làm được cái điều con ước nguyện nhất, là con hạnh phúc nhất trong đời con, là con sẽ thường nguyện như vậy thì cho con đi được như vậy. Làm như cái tâm của chị cứ mong đến cái chỗ thầy không à. Mong cái chỗ tới cái chỗ thầy, nên là chị không có nghĩ rằng là mình thấy được cái gì hết đó. Nhưng mà mong trời thì mau sáng đó, là để mình tới. Nhưng mà thật sự tới cái lúc đó thì người nhà đang cắt sầu riêng để mà đóng hàng đặng mà đưa đi ra ngoài cho cái cô ngoài Nha Trang đó. Nên là chị mới có phát tâm, chị nói là với những người đồng hành một câu, chị nói vậy nè: cái người đau buồn nhất á, là chị nghĩ là mẹ của thầy Thích Minh Tệ, chứ không phải là cái người dân của mình. Nhưng mà khi đến đây á, là thấy cô rất là vui, rất là tự tin, không có buồn, không có rầu. Vì chị Tâm cũng là một người mẹ, hiểu không? Yeah. Khi mà nghe cái gì ở đằng xa thôi, cái tiếng động lớn với con mình thôi, là mình đã buồn, là mình đã mất cái tinh thần rồi. Nhưng mình khi đến đó mình thấy mọi chuyện nó đều an bài hết, là chị nghĩ chắc chắn là thầy đã có về đây. Nhưng mà người ta không thể đưa mình đi được, nên chị mới hỏi là thằng Út á, là chị cũng nói như vậy, chị cũng thật lòng, chị cũng nói như vậy. Thành ra là thằng Út nó nói nếu mà chị chờ được á, thì em sẽ dẫn chị đi nó. Mà trong khi đó đi á, là phải chờ ông bác tới mới được đi, vì ông bác cũng muốn gặp là anh Tú. Vậy là hồi đó người ta kêu tên không, mà là ông bác đi xuống là kiếm đã để gặp mặt anh Tú, là nó 9 năm rồi không gặp. Là trong khi đó là em có điện một cuộc điện là bao lâu bắt xuống, là cái người bác có trả lời là nói là phải tầm 2 tiếng rưỡi mới tới, nhưng mà không biết ở đâu. Bởi vì vô đó là mình chỉ mong là trả hỏi và trả lời một câu là mình đi về liền thôi, chứ mình đâu có chia sẻ được với người khác mà trong đó là lâu. Nó thì thật sự là chị được bao nhiêu đó là chị nói bao nhiêu đó thôi. Thì chờ đến khi là chờ đó, chờ người bác xuống. Bác thì không kêu cần Minh Tệ đâu, người nhà không kêu Minh Tệ đâu, nhưng mà người nhà vô là kêu là anh Tú. Cũng như là người bác hỏi là anh Tú như vậy đó, là đi tu là cái gì khó khăn nhất, mà khó khăn làm sao thì như vậy đó. Rồi dạ thưa chị, em có một cái điều này muốn hỏi. Hồi nãy em nghe chị nói là cái nơi mà để vào canh á, vào ngày hôm nay là bảy cái chốt. Nhưng em lại bắt đầu trong đầu em lại liên tưởng đến một vấn đề, đó là ngày khi ngày xưa mà Đức Phật mà khi ra đời á, lại bước đi bảy đó hoa sen, thì ngày hôm nay lại bảy cái chốt này, thì nó có ẩn cái cơ gì không chị? Hay chị? Chị thấy rạng ngời cho những cán bộ, rồi những công dân, rồi những cái hiệp sĩ mà đã nói chung là đã hỗ trợ bên thầy. Là từ ngày đó tới giờ chị nghĩ là nói chung cái đó là cũng không nói riêng, dù cho những người đó họ làm bất cứ cái chuyện gì đó, là chị cũng nghĩ là cũng cái công đức của người ta. Chị nghĩ rằng có thể rằng là một đài sen để cho thầy dẫn bước đi á. Cái đó là mấy cái quan trọng nhất đó em. Chị nghĩ là bị gì chị á, là chị cứ nghĩ xung quanh ở ngoài thôi, trong cái tâm của chị nghĩ xung quanh đó nhà, là từ công
công an, rồi cho các là hiệp sĩ, là chị nghĩ đó là một cái đài sen lớn nhất của Việt Nam để cho thầy Minh Tuệ từng bước chân đi qua. Vì là hồi xưa là có một cái cổ tích là để lợi cho mình xem là mẹ Quan Âm là giả một người bầu, mà đi dục đường là đau bụng sinh, mà nhờ cái ông thầy chùa đỡ đẻ, ổng đâu có đỡ đâu em. Dạ. Mà cái ông kia ổng mang cái đầu chó, ổng đi nhậu mà ổng lại đỡ đẻ, thành ra là mẹ mấy đưa cái tòa sen cho ổng lên, thành ra là cái đài tượng đó, là chị nghĩ cái đài hoa sen nó có thể là ngày hôm nay á, là những cái và chiến sĩ công an, là tất cả những người có thẩm quyền đó hỗ trợ từng bước chân thầy, là chị nghĩ đó là một cái đài sen lớn nhất của Việt Nam. Riêng chị là chị nghĩ những cái người đó không phải là tầm thường đó. Mà cũng không phải là cái người đó là có chức vụ để vô đó làm, không được đâu em, không được đâu. Như bây giờ mình có chức vụ mình muốn vô đó mình làm cũng không được đâu. Nhưng những người đó đã, người ta đã có cái duyên mà cũng đã có cái hạnh đó, thành ra người ta đã làm được những cái chuyện đó tới ngày hôm nay. Là không phải ba chốt đâu, vì đây đó miền Tây nó quay lên đó, là chia sẻ cho mọi người nghe nhưng không đúng. Vì trong đó tới 7 cái chốt lại, 3 cái chốt là tới cái chỗ thầy thiền. Thầy thiền là trong những cái đêm là thầy mới về, là có thể rằng là tâm nấu, có thể rằng cái đó là người nhà đã cắt trước rồi, dự án trước cắt trước rồi mới đưa thầy về đó. Còn bây giờ hiện tại bây giờ là tâm không thể nào nói cái chỗ ở ra của thầy hay là ở đâu đó được. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, cũng ở vách núi chứ không có ở ngoài được. Đó. Nhưng mà sau cái vách núi á, là tâm không biết rằng là có bảo vệ hay không, nhưng ở đằng trước á, là có 7 cổng bảo vệ. Đó. Nhưng mà hiện tại là không bao giờ gặp thầy, khó gặp thầy. Vì là tâm đi vô trong đó là nói chung là có thể rằng mẹ Quán Thế Âm đã cho chị cái duyên á, là trai trường 40 năm, có thể rằng là cái bước chân của chị đi rất là nhẹ nhàng. Nên chị trong khi đó chị đã gặp bác của thầy Minh Tuệ. Vì 9 năm rồi người ta không gặp cháu. Dạ. Nó mới được chứ nói chung là chắc thẳng rằng không được. Vì đi vô trong đó là chỉ có một mình chị vô thôi. Vậy là chị cũng nhờ cái duyên nhờ. Là đó là chị đi, chị nguyện mẹ một tuần lễ mà. Vậy là mẹ Quan Âm dắt chị đi rồi. Chị nguyện mẹ một tuần lễ mà đến khi chị nói cho em nghe chị đi về nhà. Là thật sự là trong chị bệnh là có, chị có bệnh tâm linh. Là chị có một đứa bé rất là giỏi, nó đi theo chị hồi tối này nè. Là về tới nhà là nói chung là anh đem chị về là đi chụp CT cái giò với bị chị té nè. Chị té á, chị té trên đầu á. Rồi đập cái mặt này nè, là anh sợ chị bị chị nói là mắc ối. Là CT rồi về tới nhà là nó cũng hơi khuya lắm, nên là tối con bé nó kêu chị vậy nè. Sáng nay mà vậy á, là phải đi chợ là mua bánh bò bỏ vô bánh tiêu là cúng tâm an mới được nha. Mình nói tên tâm an. Là sáng nay là chị thằng Tùng nó điện chị là hồi đó chị chuẩn bị vậy, chị đi chợ chị mua bánh á, vậy chị cúng nó đó. Mà chị giấy vậy lắm, chị nói là Tâm An ơi, đưa anh Tâm đi tới nơi, tới chỗ mà gặp được thầy á, là về á là Tâm An muốn cái gì Tâm An kêu những Tâm là những Tâm sẽ làm cho. Bởi vì em bé nó thường khi làm nó mua đầm hay là mua giày, mua dép nón là em bé nó thích như vậy đó. Là nên là chị có cái tâm linh đó, chị giấy, chị nguyện mẹ trong 10 ngày nè. Bất cứ đi đâu chị cũng nguyện mẹ, bất hồi nào chị cũng phải có cái hộp quẹt á, trong chị đốt nhang, chị dịnh mẹ, bất chỗ nếu nào chị cũng đốt nhang trong á. Thì một cái cơ này, cái điểm đó là 7 cái chốn ứng với lại là 7 bước chân ở đó sen của Đức Phật. Mà nhưng mà còn thêm một cái này nữa em định hỏi chị nè, chị có biết về cái sấm dạng của Đức Thầy không? Có nói là năm dậu Phật ra đời, thì không biết có ứng nghiệm đến ngày Minh Tuệ không, mà tại vì ngày Minh Tuệ sinh vào năm dậu. À, chị nói cho em nghe, năm vị Phật đó có một Phật, một vị Phật đầu. Là cũng như là năm vị Phật ra đời là có một vị Phật là đứng đầu. Là lớn nhất đó. Nhưng mà với chị thì chị cho rằng là đạo để là để cho đời, để cho đời là theo cái từng bước chân Phật thôi. Nhưng mà chị nghĩ sau này con bé Tường Lam nó sẽ có trong năm chư Phật đó. Thầy, em đang hỏi vấn đề là cái câu là năm dậu Đức Phật ra đời, nhưng mà ứng với một cái dậu cơ đó là ngày Thích Minh Tuệ lại sanh vào năm dậu, còn bé Tường Lam là nó sanh vào năm nào chị? Bé Tường Lam á,
là chị nói cho em nghe, vì là như vậy, là em hỏi câu hỏi chị hiểu rồi. Dạ. Là năm Dậu là Phật ra đời. Dạ. Đúng không? Dạ. Là nó chính xác là thầy Minh Tuệ là sanh năm Dậu. Dạ. Đó. Là đó là cái ở trong đó, nhưng em phải em hỏi chị, nhưng mà em phải câu cho kỹ. Dạ. Là coi như là Phật Quan Âm nè, rồi A Di Đà nè, rồi Mâu Ni nè, Niết Bàn nè, hay là Phật Tổ Như Lai là lớn nhất đó. Là chị nghĩ rằng trong đó là chỉ có Minh Tuệ là lớn nhất, lớn nhất ở cái trần gian. Dạ. Là chị cho rằng là thầy Minh Tuệ là sẽ là một cái vị Phật lớn nhất. Dạ. Là ở trần gian, là sau này còn năm vị ra đời nữa nhưng mình chưa biết. À. Đó, hiểu không? Thì đó, chị nói mẹ nó rõ ràng. À. Hiện tại bây giờ là có đó, những cái cơ để chứng minh tôi thấy là ngài Minh Tuệ chính là một vị Phật. Mà về Phật lớn thì chị phải nói vậy, rồi sau đó tới bé Tường Lan. Có thể rằng là em hỏi là có nghĩa là có thể hiện tại bây giờ có thể là thầy cắt nghĩa theo kinh á, là năm Dậu Phật ra đời. Dạ. Nhưng mà không đúng. Vì Phật ra đời á là khi là Phật ra đời là cũng như cái hoa sen nó nở lúc nào là thầy ra đời lúc đó. Dạ. Chứ không phải là thầy năm nay 40-50 tuổi mà tới cái năm Dậu tới mà thầy ra đời là không đúng. Là có nghĩa là chị nói là thầy Minh Tuệ trước khi ra đời là thầy đã là cái gốc rồi. Dạ, nó là Phật. Nó dạ, là cái gốc rồi. Dạ. Nó. Nên là chị Tâm á là tôn trọng là từ cấp chứ không phải là nó cúng kính nể và mình sẽ tôn thờ. Nó, trước tiên là cha mẹ của thầy Minh Tuệ. Nó, cũng như là đã cho mượn bụng khi thầy Minh Tuệ ra đời. Nó. Dạ. Là ra đời là quá tốt, là hãnh diện cho Việt Nam mình, là nói chung là rất rất là hãnh diện em ơi. Yeah. Đó, và chị nghĩ rằng là người ta nói là thật ra đời từ khi nứt đá, nhưng không thể đúng. Đó, không đúng. Bởi vì nói là Phật đó là phải nứt đá ra, là không mẹ không cha sanh ra là mới là vị Phật. Người ta nói như vậy, em hiểu không? Hay hoặc một tòa sen nở đó là một vị Phật, nhưng không đúng. Đó. Yeah. Dạ thưa chị, thì gần đây á có một cái lời đồn như thế này, là mỗi lần cái chị mà Tạ Kim Anh á, cũng chị đẹp cá đó, mỗi lần mà đến tìm đến thầy Minh Tuệ á là ngày ẩn tù, mà hai lần rồi, nó ứng với hai lần rồi thì đủ hai lần là ngày Minh Tuệ ẩn tù, mà nói chung là cái cô này rất là đẹp gái. Và nhưng mà sao em biết chị đẹp gái? Thì có đưa lên YouTube mà mình cũng có coi, cũng theo dõi. Nói chung dạ, là mấy cái đó thì chị không có coi. Dạ. Nhưng mà em hỏi thì chị cũng trả lời thật á, theo bằng cái một cái vị giác, một cái tấm, một cái tâm nhãn của chị. Dạ. Nếu như mà cái người đó mà tới hai lần, thầy đã ẩn tu hai lần thì đó là do cái duyên của cái người đó chứ không phải là cái duyên của thầy. Dạ. Đó. Có thể rằng một cái kiếp trước đây làm một cái gì đó, rồi là một người đi trước một người đi sau. Yeah. Nó là có thể là thầy đi trốn cái người này. À. Mà cái người này cứ theo chân là đi tìm hoài. Yeah. Nó là có thể rằng là cái duyên cứ mỗi một lần tới là thầy ẩn tu bao nhiêu thời gian đó thầy mới dám ra. Yeah. Là đó là cũng là cái căn duyên ở trên cái truyền kiếp ở trên kia nữa. Yeah. Cũng như là một người ở trên kia đi xuống là cái gì đi, chị đi trước em, chị trốn mà em đi sau. Có thể rằng là ở trong kinh người ta nói rằng em đi sau, em nhìn thấy tướng dáng cái lưng của chị là giống mà cái người khác mà giống chị, em nắm áo người ta khi quay mặt trở lại thì đúng là rõ ràng là đã sai rồi. Yeah. Đó. Thì nên cái trần gian này nghĩ sao mà lộn chồng lộn vợ là cái điều đó. Là do Đức Phật là để lợi gì á, là chị cũng nói cho em biết luôn, cái duyên hội ngộ ở đây là cái duyên thôi chứ không phải là ở nơi đây. Nên là mình nắm áo, có thể là mình nắm tay lộn với nhau một thời gian rồi á, là của ai mình trả gì nấy, nên mình đừng có phiền cái lộn vợ lộn chồng. Yeah. Nó vì có người người ta không có hiểu, người ta nói cái này kia nọ hay là hoặc cho cái người đó xấu xa là không đúng đâu. Yeah. Ở trên kia xuống đây làm cái gì phải làm cái đó em. Yeah. Nó tại sao quá kiếp mà con ruồi con muỗi đi cắn người ta, rồi người ta sẽ đập chết mà cũng vẫn đi cắn, đúng không? Yeah. Nó còn con người của mình cũng vậy, có người thiện có người ác. Nó thì ở trên kia sai, mình xuống đây mình làm cái gì á, thì mình làm cái nấy, rồi đến khi cho mình về đâu thì mình sẽ về đó.
Nếu mình về được trên kia thì mình về, mình không về được thì mình sẽ về 18 địa ngục thôi. Yeah. Nó thì nó, bây giờ em hiểu chị nói chưa? Đó. Mà chị thắc mắc một câu nè, bao nhiêu người ở trên cộng đồng mạng người ta đi quay, người ta tìm đến, có thể là em nhìn thấy mặt được hết, mà sao em không thấy chị đi, mà em không thấy, mà sao em biết chị biết cái chuyện đó, mà em đi tới đây để em chia sẻ. Dạ chắc là do ở trên định rồi. Như giống như chị nói vậy đó, ở trên định rồi. Đó. Cho chị đi là nói thiệt là chị đi là chỉ có người nhà chị biết thôi, vì chị nói là ở trong nhà là khi nói mà không thấy. Dạ. Không nghe là không chắc chắn. Mà cái cơ duyên nào mà từ ở tận Bến Tre xa xôi mà chị muốn đi gà gặp người tệ thì có chắc có lẽ là một cơ duyên nào thôi thúc cho chị để mình đi không chị? Cái cơ duyên của chị là nói chung á gì là Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Yeah. Là nói chung là từ ở đằng xa là đều bước chân của chị là đều từng đi ở trên đó. Đó. Nhưng mà nói chung là chị không có đi như thầy Minh Tệ nên là không ai chia sẻ chị lên thôi, chứ là chị đi nhiều lắm. Nên là chị có một cái chuyến đi này là chị ra ngoài rằng chị chữa bệnh cho người ta. Đó. Tại vì gia đình này là nói chung là hai anh chị cũng làm điều tội lỗi, nên bây giờ là muốn xin để cho nhẹ cái tội vậy ra để cho hết bệnh. Nó nghĩ chắc hồi xưa mình cầm dao mình cắt cổ con này con kia, bây giờ tay chân mình nó bị run rẩy không có làm gì được hết, nên là có cái duyên đó nên chị mới đi, chị mới gặp luôn. Nhưng mà thật sự đi là với chị 12 người chứ không phải ít, rồi ra ngoài kia người ta đi theo chị nữa. Nhưng mà thật sự đi vô trong đó là chị nói thiệt một câu là chị đi chỉ một mình chị thôi chứ không có một người nào khác. Đó. Nên người ta nói tại sao đi không chia sẻ lên được, vì nơi đây là không chia sẻ được, điện thoại không thể trong mình được. Đó. Vì trước khi vô là chị hứa với người ta là điện thoại chị không đem. Đó. Là căn cứ công dân có thể rằng là cho người ta sẽ nhìn thấy được hết. Đó. Là vì mình là đi chỉ là muốn để thì cũng nói có thể rằng cái lời nói của mình có thể rằng dễ nghe, là có thể rằng con sẽ chia sẻ lên cho mọi người gần xa, là trả cái sự im lặng lại cho thầy Minh Tệ, để cho thầy là đi khất thực, để cho thầy tu cho tròn kiếp ở cái cõi tạng này, để làm xô đẩy thầy về một bến xa. Thì cái bến xa là ở trong kinh người ta nói vậy thôi, chứ thật sự cái bến xa là nó không có thuyền neo. Yeah. Không có bến đậu, có nghĩa rằng mình xô người ta đi mà không biết đi cái đoạn nào. Đó. Nên rằng chị Tâm cũng muốn nói rằng là gieo duyên trí hạnh bồ đề thì mình cứ gieo, ở đâu mình gieo cũng được. Đó. Chứ đừng có gieo cho thầy về cái bến xa, là nói chung thầy không khổ nhưng mình sẽ khổ. Yeah. Rồi đây mình suy ngẫm lại mình sẽ khổ, mình sẽ làm cái điều đó mình sẽ khổ trong cái lương tâm mình, chứ thầy không bao giờ khổ. Thầy nói một câu rằng là thầy chết thầy không bao giờ biết buồn. Đó. Nhưng mà chị nghĩ một câu rằng là nắng không nóng, mưa không lạnh, sống không ăn, mạnh khỏe chết không sợ, thì chị nghĩ là trên thế gian không ai làm được. Đó. Thì hồi nãy giờ em hỏi chị rất nhiều về những cơ mà thấy nó có một cái gì đó giống như là đang nhằm cho chúng ta biết là ngài Minh Tệ đã trở thành một vị Phật. Thì còn người khác thì nghĩ sao, thì em nghĩ là giống như em thì thứ nhất là Phật, tại vì Phật chỉ là giác ngộ buông bỏ, hiểu được thấu nhân sanh, thì ngài Minh Tệ đã thấu được. Cho nên trong cái tư tưởng của Hải thì Hải nghĩ là ngài Minh Tệ đã trở thành Phật rồi. Phật không phải là một đấng quyền di toàn năng, nhưng mà Phật là một người xứng đáng, nói chung một người xứng đáng để cho mình tôn trọng. Dạ. Nói thẳng là một câu như vậy. Đó. Còn mình gieo duyên thì chị nói cho em nghe gì á, là mình sống ở đây là người ta thường nói là cụ quyền thất tổ, là nói chung là 9 đời 7 kiếp. Dạ. Thì mình gieo ra cái nghiệp đó mình mang đó, chứ chị Tâm không nói ai. Đó. Thì nếu mà gieo cái nghiệp nào mình mang cái nghiệp nấy. Thì Tâm nói nếu mà nghe được thì mọi người á sẽ tự tâm mình lợi. Nó cái gì mình sai thì mình sẽ làm lợi với cái lòng mình. Nó còn mọi người mà yêu thương thầy quá thì nên cũng có một cái suy nghĩ lợi rằng thật ở trong tâm để cho thầy được chọn một cái đường tu. Nó chứ mà nói chung màu màu cho lắm thì thầy cũng chẳng được gì đâu, mà mình cũng chẳng được gì đâu. Nó
Thì đó là Tâm nói bằng cái lòng sự thật của Tâm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như hiện tại mà chia sẻ là những lời nói của chị, là em có nghĩ đó là cái sự thật không, hay là chị Tâm nói bằng cái thoáng thoáng? Chị Tâm nói nó cũng đúng. Mà em thấy là người đời, tại vì biết sao không? Tại vì người ta vui mừng vì đất nước Việt Nam mình đúng. Và sanh ra trong thời này và biết được có một vị Phật ra đời thì người ta cũng vui mừng quá. Vui. Nhưng mà trong cái vui quá nên quên đi cái sự suy nghĩ cho ngài. Giờ chỉ cần định tâm lại, suy nghĩ cái gì mình nếu mà mình tôn trọng ngài quá, mình yêu thương ngài, mình hãy làm cái những điều tốt đẹp nhất đến cho ngài là tốt rồi. Hãy để ngài, hãy làm sao để cho ngài còn đi khất thực được nữa. Đi khắp nơi độ nhân sanh khắp chốn ta bà, giúp gieo duyên Phật pháp gần xa. À. Thì chị Tâm mới nói rằng một câu là nếu như mình yêu thương thầy thì mình đừng có xô đẩy thầy về bến xa. Là có cái nghĩa là cái câu nói của chị Tâm là đã đến thì cũng đến rồi, đã đẩy thầy về bến xa cũng đã đẩy rồi, vì đẩy thầy đi là không biết thầy ở đâu, có nghĩa không biết thầy sống hay chết luôn á. Là không nghe thì cái đó là cái sự hối hận của lòng mình. Thì nên chị Tâm nói là bây giờ nó đã tới rồi, mình làm cũng đã làm rồi, nên bây giờ những Tâm không không nói rằng là mình đứt đoạn, nhưng mình phải từ từ mà suy nghĩ lại. Vì thầy không đi khất thực tới 2 tháng lận, có thể rằng trong 30 ngày ha, hoặc 10 ngày đó, thì mình sẽ nhanh chóng tìm hiểu ra là cái mơ ước nhất trong đời của thầy là cái hạnh phúc của người đời của mình á, là cái gia đình nó là vui vẻ bên nhau là cái hạnh phúc của mình. Còn cái hạnh phúc của cuộc đời thầy, vì thầy cũng phải có cái hạnh phúc chứ em đó, thì thầy mong mỏi là cái hạnh phúc của thầy được đi tu, được khất thực mỗi ngày ở ngoài đường, và mỗi mỗi đêm thầy được ngồi tịnh ở nghĩa trang, hoặc từ cái vách đá một cái gốc cây, thì mọi người cứ bình tâm trở lại mà gieo duyên cho thầy, để tội nguyện cho thầy. Rồi á là YouTube cũng vậy thôi, thì giờ á là cái gì mình cũng đã đưa thầy đã đến nơi rồi, đó là cũng cái phúc hậu của mình, chứ không phải là Tâm nói là làm cái gì, hiểu không? Thì bây giờ mình nên chia sẻ với nhau, từ nay cái đoạn đường thầy đi á thì thôi mình đừng có chia sẻ nữa, để cho thầy được tịnh tâm. Chắc có nghĩa rằng là cái hạnh phúc của thầy duy nhất là tròn ở cái cõi tạm này, là thầy sẽ được một cái hạnh phúc lớn lao đó. Rồi một khi thầy sẽ gửi cái xác của thầy lại, rồi thầy sẽ về một nơi xa, thì thầy sẽ mang những cái tấm lòng của con dân tất cả đất nước Việt Nam, trong nước và ngoài nước, theo cái hạnh của thầy, là được một cái sự thầy sẽ trả lời cái đó, là cái niềm vui và cái may mắn của mình. Chứ bây giờ nếu mà thầy chặn ngang đây thì có thể rằng thầy không có gieo duyên cho mình được nhưng mà nữa. Bây giờ thì hãy nguyện có một ý nghĩ như này, khi một Đức Phật ra đời thì phải làm chấn động đại địa, khiến cả thế giới phải nhìn vào Việt Nam và biết được ngài Minh Tuệ là tu hành Lô Đà, trở thành một vị Phật. Thì nói chung là cộng đồng mạng khi đưa lên thì cũng là một chuyện tốt, nhưng mà nếu mà bây giờ muốn cộng đồng mạng nó đưa rồi mà muốn không đưa nó cũng hơi khó. Chỉ giờ chỉ nước là nhờ quyền di của bề trên cha trời mẹ đất đúng đến một lúc nào đó khiến cho chấn động đây thì cả thế giới này xong rồi. Nói chung ra thì thầy Minh Tuệ đi ra thì thầy nói một câu á là con đi tu nhưng chỉ cầu mong cho mọi người được hạnh phúc. Mình nghe cái câu đó mình đau lắm à. Mình đau lắm đó, chứ không phải vì thầy không ăn mà thầy mong mỏi mọi người được hạnh phúc. Cái câu đó đau dữ thần lắm, không phải là mình nghe mà mình sung sướng gì đâu. Nếu mình hiểu biết được cái câu của thầy nói, mình sẽ đau mà có thể rằng đau thương. Đó. Đau thương cho thầy vì một cái thân bé nhỏ dầm mưa dãi nắng, mà thầy không cần một cái gì ở thầy hết, thầy chỉ cầu cho muôn dân bá tánh được hạnh phúc bên nhau. Thì nói chung ai cũng vậy, thì Tâm cũng sớm chiều cũng ngồi dưới chân mẹ Quán Thế Âm, là Tâm cũng cầu nguyện cho muôn dân bá tánh được an lạc, cầu mưa thuận gió hòa cho tất cả được bình an. Nói chung á là dù người dân đất Việt mình sống ở bất cứ nơi đâu cũng vậy đó. Chị Tâm cũng cầu mong là như vậy, thì thầy Minh Tuệ cũng cầu mong là như vậy. Thì bây giờ mình cũng cầu chín phương trời mười phương Phật
và nguyện cho thầy được 12 đại nguyện, thầy đi sẽ làm tròn được 12 đại nguyện lớn đó để cho thầy được cái trí hạnh bồ đề, là thầy sẽ trở thành một đức Phật, à, gieo duyên cho tất cả muôn nhân bá tánh của mình được bình yên. Dạ, An Nguyễn miền Tây, cùng anh Trung Nguyễn miền Tây rất cảm ơn những lời chia sẻ của chị Tâm Hoa Sen. À, dạ thưa chị có muốn chia sẻ điều gì nữa không chị? À, nói chung chị có nhiều cái chuyện để chia sẻ cho mọi người lắm, mà chị thấy cái thời gian nó cũng ngắn á em. Dạ. Thì thôi mình kết thúc video đi. Dạ. Thì chị cũng kính chúc cho tất cả cô chú anh chị trong nước ngoài nước được mạnh khỏe và từ tâm trở lợi, và mình suy nghĩ cái đúng cái sai. Dạ. Đó. Dạ. Thì cũng cảm ơn chị đã chia sẻ là cái hành trình đi ngày gặp Minh Tệ, mà được mẹ ông Ngâm dẫn đường dẫn lối để khiến cho chị sẽ gặp được, mà rất nhiều người muốn gặp mà không đâu có gặp được đâu, mà chị từ xa mà có thể đến mà gặp được là mẹ ông Ngâm đã dẫn đường dẫn lối cho chị. Điều thứ hai nữa là chị cũng chia sẻ về những vấn đề về những cái cơ, mà giống như là cơ thiên định này là ý ngụ ý là ngày Minh Tệ đã trở thành một đức Phật. Nếu mà bà con của bác từ xa thấy những cái điều này mà hay đúng giống như vậy thì cứ để là mình được bên dưới để cho Hải Nguyễn được chưa, tại Hải Nguyễn trong lòng là nghĩ là ngày Minh Tệ là Phật rồi. Dạ. Nói chung là chị nghĩ rằng một vị chân tu chính đáng, chứ chị chưa gọi rằng là một đức Phật trên đời đó. Nhưng mà điều quá là em biết không, nó cũng khổ sở trong lòng mình khi nghe trong đêm mà thầy Minh Tệ mất tích rồi. Chị nghĩ không bao giờ mất tích được. Là chị nói là thầy Minh Đệ không bao giờ mất tích được, bởi vì có nghiêm ngặt, nó có cái sự cố gì đó thôi. Nó em biết không, mỗi một bữa cơm á, là chị bưng lên, chị cũng vẫn ăn có một bữa cơm thôi chứ chị không ăn ba bữa đâu. Là chị bưng cái chén cơm lên là chị nguyện, mẹ ơi, nếu mà gieo duyên cho con á, là được đã đến 40 năm trai trường, chắc lời nói của con đã thấu tới mẹ rồi, thôi thì cho con hành trình, chứ con không có bộ hành, cho con hành trình một chuyến đi là hạnh phúc nhất trong đời, để con gặp được cái niềm tin mơ ước trong đời con. Thật sự em, chị nghĩ cái ngày đó đi, nếu mà không có bác của thầy Minh Tệ không bao giờ vô được. Cũng đâu gặp được đâu. Nó đâu cơ duyên thì mẹ ông Ngâm chỉ chuyển mà. Đúng rồi. Nói thật sự với em là 13 đêm chị không ngủ đó. Chị trắng luôn. Mà chị, rồi chị có dự định là sẽ vô Nghĩa Trang ngồi thiền tiếp nữa không chị? giờ cháu không đi. Biết không, chị té mà chị nghĩ xui nó còn hơn em. Té mà sao nó đập ngay cái mắt kiến này nè. Mà chị mắc ối liền luôn, mà chị dằn ha. Chị dằn bắt đầu chị mới đi ra cái tiệm thuốc, thì gặp bác sĩ, chị mới hỏi bác sĩ đưa cho chị 2 viên thuốc canxi, mà cái lậu 500, mà 2 viên mắc tiền nhất. Để đưa cái canxi lên cho chị đừng có quay. Mà chị ráng 13 đêm chị thức trắng luôn, chị mới về đó cho em biết. Mấy ngày nay chứ không phải mới đâu, mà chị nói với ảnh là mới thôi. Là chị về không nổi luôn, thốn chân thì chị tưởng gãy luôn rồi đó. Chị tính đi về á, đồng là chị vô là bệnh viện nó bắt chị ở lại là băng bột. Cái giờ chị nghĩ nó gãy, nó không có nhúc nhích cử động gì trơn. Chị mới điện cho em, Tùng ơi, không xuống được đó. Chị cũng cảm ơn chị rất là nhiều, chị Tâm qua sẽ rất nhiều. Rồi, chị cũng cảm ơn em đã chia sẻ lên cho mọi người thấy, mọi người nghe. Hải Nguyễn miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn miền Tây thì kính chúc quý khán giả gần xa thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.